Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hùng Audio. Video clip lần này chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức và trải nghiệm một bộ âm thanh có thể nói rằng rất là tâm xoẹt tâm, được kết hợp giữa hai thương hiệu Marang và Pylon đến từ Ba Lan. Marang thì là thương hiệu rất là lớn đến từ Nhật Bản rồi, họ chuyên sản xuất những thiết bị âm thanh, đặc biệt là âm ly và đầu CD có sự đồng bộ với nhau, cũng như là những chiếc đầu của họ thì làm có nhiều những cái tính năng được tích hợp vào bên trong. Ví dụ như ở cấu hình này thì chúng ta sử dụng một combo đến từ Marang Modern là 50 cho âm ly và 50N cho đầu CD. Và chiếc đầu CD này thì nó có tích hợp sẵn cho chúng ta mạch DAC để chúng ta có thể giải mã từ các nguồn nhạc số qua các cổng, ví dụ như là USB hay là cổng Optical Casio. Thêm nữa thì cũng có thể stream nhạc online từ các nền tảng nhạc số rất là nhanh chóng và thuận tiện. Có thể kết nối Bluetooth cũng như là kết nối Wi-Fi để chúng ta chơi và trải nghiệm nhạc số rất là nhanh và tiện. Đó. Và chiếc âm ly thì chúng ta sẽ có thể kết nối với mâm địa than. Đó, rất là hay và hợp lý. Đó, sử dụng rất nhiều những cái linh kiện cao cấp và chất lượng. Và âm ly thì có thể tùy chỉnh bát chép ba lăng để chúng ta có thể tăng giảm theo nhu cầu. Thì hai sản phẩm này đang có mức giá là 112 triệu đồng cho âm ly và đầu CD. Đó, kết hợp với một cặp loa đến từ thương hiệu Pylon. Đây là cặp loa trong series Diamond và là mẫu mới nhất trong series này. Diamond thì nó mà nghe cái tên thì chúng ta đã thấy những cái chất lượng mà hãng mong muốn tới cái cặp loa này rồi, đúng không ạ? Một chất lượng kim cương. Đó. Thế nhưng mà không phải là loa sử dụng chép kim cương, bởi vì nếu như sử dụng chép kim cương thì nó đã có mức giá là vài trăm triệu đồng rồi. Đó, thậm chí là cả tỷ đồng. Đó. Thế nhưng mà cái thiết kế của họ, đặc biệt với cái màu đen piano này, thì chúng ta nhìn nó rất là sang trọng và đúng cái đẳng cấp là diamond luôn. Đó. Và cặp loa này thì được thiết kế khá là đơn giản theo cái phong cách châu Âu. Các thùng góc cạnh vuông vắn và thùng loa này hơi vát ngả vào phía sau. Chúng ta nhìn hơi chếch ngang một chút thì sẽ thấy cái sự điệu đà mà hãng kết hợp tách cái phần chân chống rung làm dài ra phía sau, cũng như là phần thùng loa được cách điệu ra. Bên dưới thì sẽ có một cái lớp sáng sáng ở đây đó, để cách điệu hai cái phần đen này. Đó. Phía sau thì sẽ có hai lỗ thoát hơi cũng như là hệ thống cọc loa. Và phần mặt trước thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là có 4 driver và một logo của Pylon ở đây. Đó, logo màu bạc rất là đẹp. Sử dụng hai loa bát đường kính là 18,8 cm. Đó, hai loa bát này thì cho dải trầm xuống tới khoảng 33 hẹt, một dải trầm rất là sâu và ấn tượng. Đó. Hai củ loa bát này kết hợp với lại một loa mid đường kính là 15,8 cm. Ba củ loa này thì đến từ thương hiệu Si, một trong những thương hiệu sản xuất củ loa tốt nhất hiện nay trên thế giới. Đó. Thêm nữa thì bên trên này chúng ta sẽ có một củ loa cũng đến từ một thương hiệu rất là đẳng cấp, đó chính là Scanpec. Chúng ta có thể thấy là Scanpec thì họ làm ra rất nhiều những củ loa cho thị trường audio trên thế giới để lắp vào rất nhiều hãng, ví dụ như là Winson hay là rất rất nhiều các hãng khác nhau sử dụng củ loa của Scanpec. Đó. Và củ chép này thì nó là cái chép đôm lụa. Chúng ta nhìn thấy 4 loa đặt thẳng hàng rất là đẹp. Và cái mẫu loa này thì chúng ta có thể chơi được trong những căn phòng có không gian khoảng dưới 30m². Đó. Có chiều cao khoảng 1m08, chiều rộng ngang gần 20 và chiều sâu này thì khoảng gần 40cm. Đó. Một cái thiết kế nói chung là rất là đẹp, sang trọng và hiện đại. Đặc biệt là khi ghép với Marang thì chơi đa năng, chơi nhiều loại nhạc, kể cả nhạc bolero hay là nhạc trữ tình và những cái dòng nhạc giao hưởng hay tiết tấu nhanh một chút thì đều có thể đáp ứng tốt trên cái cấu hình này. Đó. Và Pylon thì luôn có những cái mức giá rất tốt cho những mẫu loa của mình. Với cặp loa này thì có mức giá chỉ 90 triệu đồng thôi, một cấu hình hoàn toàn từ những cái thương hiệu rất là xịn. Đó. Bởi vì sao họ lại có một cái mức giá hợp lý như vậy? Bởi vì Pylon ấy thì ngoài việc sản xuất loa, họ còn là một cái nhà máy rất lớn tại Ba Lan, sản xuất rất nhiều thùng loa cho rất nhiều hãng khác nhau. Và khi mà họ sản xuất được thùng loa thì cái chi phí nó sẽ tối ưu hơn. Đó, và giúp cho cái giá thành của sản phẩm của họ tiết kiệm và rẻ hơn rất là nhiều. Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta phối kết hợp lại với nhau những cái sản phẩm này thì chỉ còn một mức giá rất tốt là 130 triệu đồng cho cả 3 sản phẩm. Một mức giá rất là hợp lý, những sản phẩm mới tinh và nhập khẩu chính hãng, chúng ta chơi hết sức là yên tâm. Đó, cặp loa Pylon Diamond 30 và âm ly Marang Modern 50, đầu CD Marang CD 50N.
có thể chơi nhạc số, stream nhạc cũng như là kết nối phono rất là nhanh chóng và tiện lợi. Anh em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Ba Hồng Audio để có những mức giá tốt hơn nữa nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh đến từ bộ phối kết này. Em sẽ chạy đĩa CD, sau đó thì sẽ stream nhạc để chúng ta cùng thưởng thức. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. And sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, she goes away. sang cùng
Xa từ